không có sân bay. Bởi đơn giản anh sẽ phải ngồi trên xe rất là nhiều thời gian và anh sẽ rất là cực. Hôm nay dạy một buổi ở đây, một ngày ở đây, nhưng anh phải mất tới 3 ngày, ngày đi, ngày dạy, ngày về. Và chia sẻ với các em đó là một điều rất là vất vả đối với một báo cáo viên. Bởi vì đơn giản cái lịch anh di chuyển rất là nhiều. Và anh chỉ muốn tâm sự thêm với các bạn, nhưng anh muốn nói với các bạn một việc. Từ hôm qua tới đây, từ lúc anh xuống tới Kiên Giang đến thời điểm này, bao nhiêu tình cảm của người Kiên Giang dành cho anh. Và anh chỉ muốn nói một câu thôi, người Kiên Giang rất là tuyệt vời. Thế thôi. Cảm ơn thầy cô, cảm ơn cha mẹ phụ huynh, cảm ơn rất là nhiều. Chia sẻ với các em, ngày hôm nay cái chương trình này nó tên là kỹ năng sống hướng nghiệp chọn nghề, lớn quá, rất là lớn. Nhưng anh chỉ muốn nói với các em một việc như thế này thôi. Anh không hy vọng hôm nay các em thay đổi cuộc đời, nhưng anh hy vọng các em tối nay về các em phải nằm suy nghĩ. Và anh hy vọng một việc nhỏ xíu thôi các bạn à. Ngay thời điểm này người ta đang nói vui với nhau về trình độ cạnh tranh nhân lực của người Việt Nam với các quốc gia trong Đông Nam Á. Chúng ta đang đứng thứ 9 từ dưới điểm lên. Rất tệ. Rất tệ. Và chia sẻ với các em một việc nhỏ xíu như thế này. Sáng hôm nay vào nhìn thấy các em ngồi á, anh bắt đầu có niềm tin. Bởi đơn giản cái cách các em ngồi, cái cách các em thể hiện cái sự quan tâm dành cho thầy cô, ba mẹ, dành cho anh. Và anh tin rằng một việc là chính các em sẽ làm cho cái đất nước Việt Nam này chúng ta sẽ ngày càng một tốt đẹp hơn. Và anh mong muốn rằng chính cái những chương trình như thế này, góp từng chương trình một, góp từng cái nội dung một, sẽ giúp cho người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam chúng ta mạnh mẽ. Và chúng ta đủ sức cạnh tranh, không phải cạnh tranh trong Đông Nam Á, mà đủ sức cạnh tranh trên bình diện toàn thế giới. Nếu đồng ý thể hiện quyết tâm, chúng ta đủ sức cạnh tranh. Một tràng pháo tay thật lớn. Cảm ơn các em. Hôm nay thế giới nói rất nhiều về hai cái con người đó, là một là gì ạ? Người đứng đầu Triều Tiên tên gì? Kim gì? Ok, cảm ơn em. Và người đứng đầu đất nước Mỹ? Donald Trump. Và các em có hy vọng có chiến tranh xảy ra không? Không. Trời ơi, nó có luôn chứ. Và người Việt Nam yêu hòa bình nha. Chúng ta không hy vọng chiến tranh diễn ra. Anh kỳ vọng điều đó rất là nhiều. Và anh muốn nhắc với các bạn, anh muốn chia sẻ với bạn một câu chuyện của một tổng thống, không phải là tổng thống Mỹ Donald Trump, mà tổng thống đó được mang tên là gì ạ? Wilson. Một vị tổng thống của đất nước Mỹ rất tuyệt vời. Và anh muốn nói với các em một việc nhỏ như thế này. Ngày ông ta đi học cấp 1, Wilson là một tổng thống với khuôn mặt rất khờ khạo. Khờ như anh vậy nè. Đoạn vậy. Và chia sẻ bạn là gì ạ? Trong tất cả mọi người trong lớp đều nhìn Wilson và khi dễ Wilson nói mày là một thằng khờ. Và có một thằng rất mất nết, nó tên là Quỳnh Anh Bình. Nó chạy lại, nó gặp Wilson và nói: ê Wilson, tao có 2 đồng. Đồng bên trái tao là 1 đô, đồng bên phải là 5 sen. 5 sen là bằng 1/2 1 đô. Và ê Wilson, tao cho mày lựa chọn một trong hai, mày lấy cái nào? Và Wilson nói: tao lấy 5 sen. Và chia sẻ bạn là gì? Thằng Quỳnh Anh Bình nó hỏi lại, bây giờ tao nói lại, 1 đô với 5 sen mày lấy cái nào? Và Wilson vẫn trả lời rất rõ: tao lấy 5 sen. Và Quỳnh Anh Bình rất vui vẻ cho thằng Wilson 5 sen, 1/2 1 đô. Và thằng Quỳnh Anh Bình bỏ đi và già nói thầm sau lưng: Wilson à, mày là thằng ngu, cực ngu. Và chia sẻ bạn là gì? À, và thằng Quỳnh Anh Bình đi nói với toàn lớp luôn: ê, tụi bay tin hay không tùy, thử đi. Và tất cả những thằng trong lớp đều nghe thằng Quỳnh Anh Bình và thử: ê Wilson, 1 đô 5 sen cái nào? Và Wilson vẫn là gì? Ê, 5 sen. Và tất cả mọi người trong lớp đều tin Wilson là một thằng ngu thật sự. Lấy tiền được hết cực lớp luôn. Lấy hết chia lớp sẻ là câu chuyện nó lan truyền tới thầy hiệu trưởng mang tên Trịnh Phú. Vô vậy. Và gì và thầy hiệu trưởng rất bực tức gọi Wilson lên: Wilson, thầy hỏi con một lần nữa, tại sao có chuyện đó xảy ra không? Và Wilson trả lời là: dạ có. Trời, Wilson con ngu thật sự vậy hả Wilson? Con ngu một cách đoàn kết và vững bền vậy đó hả Wilson? Và Wilson trả lời một câu: thầy à, con cảm ơn thầy đã hỏi thăm con, và thưa thầy, tất cả mọi người đều nói con là một thằng ngu và con chấp nhận điều đó. Con chấp nhận điều đó. Nhưng thưa thầy, đến thời điểm này, từ những thằng nó chửi con ngu, con đã lấy được của nó trên 300 đô từ những lần 5 sen. Lấy hết luôn. Một tràng pháo tay cho một thằng ngu đi à. Và anh muốn nói với các bạn là gì? Hơn nhau không phải là ngồi đi học thật giỏi, không phải chỗ đó. Mà hơn nhau là gì à? Hơn nhau là tầm nhìn các bạn à. Anh muốn nói như vậy. Ngay thời điểm này, một câu thật lòng, bao nhiêu bạn ngồi đây đã từng làm ba mẹ các bạn buồn, giờ tài thế thôi. Các
Cảm ơn các em. Các em có muốn làm ba mẹ mình buồn nữa không? Ok. Vậy các em sẽ làm gì cho ba mẹ? Học giỏi. À, làm cho ba mẹ vui. Một tràng pháo tay cho câu trả lời hay. Tuyệt vời. Và các em sẽ làm ba mẹ các em vui như thế nào? Bằng cái gì? Bằng cái việc đó là về xin đi sinh nhật, hứa 9 giờ về đi luôn tới 11 giờ. Ok. Bằng cái việc là gì? Luôn ngửa tay xin tiền để mua quà cho gấu. Gấu cực kỳ quan trọng, gấu là động vật quý hiếm. Bằng cái việc là gì? À, các em nam chạy xe ra đường sẵn sàng nẹt bô. Xin lỗi với thằng nẹt bô, Sủ Nhi. Bằng cái việc các cô gái lúc nào cũng lo tắm trắng hơn. Bằng cái việc lúc nào các bạn cũng chạy vô nhà vệ sinh thấy tấm kiến là đè lên chụp cái bạc, ô, post Facebook. Okay. Bằng cái việc là các bạn nam, sao ạ, té xe, quẹt xe nhẹ nhàng thôi, sẵn sàng lấy điện thoại chụp cái vết thương, chụp cái bạc đưa lên, ô, cuộc đời thay đổi. Và anh muốn nói với các em, anh giống các em, anh là người miền Tây, anh Long An, rất nông dân, anh giống các em. Và anh muốn nói với em, nhưng đâu đó anh có một điều tự hào rất lớn và hôm nay anh thể hiện rất rõ, đó là mái tóc rất cute. Anh đùa đây. Anh tự hào nhất bởi vì anh giống ông cố, ông nội và cực kỳ giống ba anh bởi vì bị hói. Vừa trán cao mà trán giòn mà còn bị hói nữa. Nhưng đó là điều anh tự hào bởi đơn giản anh giống ba anh và dòng họ anh. Anh rất tự hào điều đó. Chia sẻ với các bạn là gì à? Điều lớn nhất sau khi anh học tiến sĩ đó là nguyên một năm đầu tiên còn học là còn nghèo. Còn học là còn nghèo, đa phần là vậy hết. Và chia sẻ bạn là điều lớn nhất đầu tiên anh tự hào là vừa sau học tiến sĩ xong là anh vừa một năm và anh đủ tiền mua cho ba má anh một căn nhà. Và đó là điều tự hào lớn nhất đến thời điểm này anh có thể kể cho các em. Anh mua cho ba má anh một căn nhà. Và điều thứ hai đến thời điểm này anh tự hào các em, anh là một thằng được các anh em trong nhà giao cho một nhiệm vụ là được quyền đi làm và phụng dưỡng ba mẹ về mặt tài chính. Và đó là điều thứ hai anh rất là muốn nói với các em để các em hiểu. Và anh muốn chia sẻ bạn là gì? Hơn nhau, ở quay trở lại câu chuyện của Wilson. Đó là không phải là ngồi đi học thật giỏi, mà hơn nhau ngồi đi học thật giỏi và kèm theo một cái đó là chọn cho anh đúng một cái nghề. Bởi đơn giản có nghề các em có thể làm được tất cả. Và hãy nhìn ba mẹ, hãy nhìn cái bữa cơm của gia đình mình mà học và chọn nghề. Rất tự hào khi các em lên đây các em nhận học bổng, nhưng tự hào hơn sau 20 năm nữa. Có thằng sẽ quay về trường này và đóng góp cho ngôi trường này. Và có thằng ra đi không bao giờ dám trở lại. Các em muốn dạng nào? Các em sẽ quay lại. Và các em sẽ quay lại với cái gì đây? Các em sẽ quay lại với chiếc xe 4 bánh với giá trị là trên 5 tỷ. Ok. Các em sẽ quay lại với gì? Một cái sự hành động rất rõ ràng là gì? À thầy ơi, cái trường của mình, cái cổng, cái hàng rào nó cũ quá, cho phép em gì à? Em đổ khoảng 3 tỷ đồng em làm lại cái cổng và cái hàng rào. Ok. Và quay trở lại với trường này với cái gì đây? Dạ thầy ơi, thôi cho con là gì, đóng góp cho cái học bổng của trường. Học sinh nghèo của trường bao nhiêu con tài trợ hết. Một tháng là gì, cho 2 triệu. Cam kết cho trong vòng là gì, 20 năm. Đưa số tài khoản này chuyển tiền trước. Chơi vậy mới chơi. Và hứa với anh các em sẽ quay lại. Một tràng pháo tay cho sự quyết tâm quay lại. Hứa với anh nha. Đừng làm ba mẹ buồn nữa. Đừng làm ba mẹ buồn nữa. Nếu sau lớp 12 các em bước ra khỏi ngôi trường này, các em không chọn cho mình được một cái nghề. Các em lớp 10 nói anh Bình ơi, tụi em còn rất nhiều thời gian. Chính xác, em còn rất nhiều thời gian. Nhưng anh nhắc lại, thời gian để làm cho những gì có ích chứ không phải thời gian để các bạn ngủ. Người ta nói một câu rất rõ ràng, người có mục tiêu không bao giờ người ta ngủ. Người không có mục tiêu không bao giờ người ta thức. Bởi đơn giản thức dậy không biết làm cái gì. Các em đang ngủ rất nhiều. Anh rất vui khi các em lên đây nhận cái gì là giấy khen hoặc là học bổng. Nhưng anh vui hơn khi các em chọn đúng nghề. Bởi đơn giản các em có một cái nghề mới là cái quan trọng ba mẹ các em mong muốn. Ba mẹ em có chết có nhắm mắt, ba mẹ em cũng cảm thấy là gì, mãn nguyện. Đừng giống anh. Tên anh đầy đủ là Quỳnh Anh Bình chứ không phải là Quỳnh Thanh Bình. Cái Quỳnh đó là họ của ba, từ anh là tên của má, cho nên rất kỹ về chuyện đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai anh muốn nói với các em một việc như thế này nè. Anh học 5 cái bằng,
Một cái bằng đôi đó là cử nhân tâm lý học, cử nhân giáo dục học, cử nhân quản trị doanh nghiệp, thạc sĩ tài chính và tiến sĩ kinh tế. Anh 5 cái bằng. Má anh nói là anh là người giỏi nhất Việt Nam. Anh tin má anh. Và anh muốn nói với các em là gì? Với 5 cái bằng đó nhưng anh lại đi làm cái nghề người ta gọi là nghề diễn giả. Anh điên nhất với từ diễn giả. Một tí nữa đứa nào thích chạy lên đây ôm anh rồi cảm nhận được cái độ ướt của quần của áo. Diễn xui bật mép ướt cái quần mà nó nói diễn giả. Và anh vui với bạn với cái nghề này, anh sống rất thoải mái. Và anh gì à, anh muốn nói với các em một việc, anh hơi cực đấy. Anh mệt đấy, anh rất vất vả, nhưng anh rất hạnh phúc bởi đơn giản anh được sống. Anh được sống. Và anh muốn phân biệt với các em một việc, tất cả các bạn nam ngồi đây, các bạn nữ ngồi đây, sống với tồn tại là khác nhau. Nhớ với điều đó. Coi chừng nhiều bạn chỉ đang tồn tại. Anh muốn nhắc lại như vậy. Mobifone hôm nay tặng sim miễn phí thì phải. Nghe đồn vậy. Vina, xin lỗi anh, em rất xin lỗi, Vinaphone. Dạ. Đụng chạm tới thương hiệu, xin lỗi. Anh giám đốc ngồi đây đứng đó và sẵn sàng đồng hành với các bạn. Nghe đồn tới đây làm một cái sim được tặng 300 ngàn tiền mặt. Cho họ một tràng pháo tay đi ạ. À. Cái đó anh nói nè. Và anh chia sẻ bạn là ô, sống với tồn tại khác nhau nhiều. Bạn cầm điện thoại gọi cho người yêu nói chuyện một tiếng đồng hồ, bập hết tiền. Xong. Nhiều bạn bước ra ngoài đời trong túi, xin lỗi các bạn là gì, muốn ăn một cái món ăn mà không đủ tiền. Xin lỗi với các bạn, nhiều bạn không bao giờ dám nghĩ một việc là tôi sẽ mua một chiếc xe hơi. Nhiều bạn nhốt mình trong cái căn phòng trọ, xin lỗi bạn chưa tới 10 mét vuông. Nhiều bạn ba mẹ bệnh không có tiền để lo cho ba mẹ. Và nhiều bạn sẵn sàng lấy vợ và đẻ con và vợ của mình rất vất vả. Và anh coi lại đó chỉ là tồn tại chứ không phải là sống. Anh muốn nhắc và khẳng định với em, sống nó khác em. Anh đã từng thấy một người đàn ông, họ sẵn sàng lọt cái đồng hồ 5.000 đô trên bàn nhậu tặng cho người bạn của mình, bởi đơn giản người bạn của mình thích cái đồng hồ đó. Điện thoại vào tu, anh nghe đồn giá nó rơi vào 100 mấy chục triệu tới 300 mấy chục triệu, họ sẵn sàng tặng nhau cái điện thoại. Anh thấy điều đó, anh thấy điều đó. Anh đã từng thấy một cô gái lúc anh đi làm thêm, cô ta bước vô một cái hiệu, một cái gọi là cô ta mua cái túi trong một cái siêu thị, cái bát xanh. Cái túi trị giá 2.000 đô và cô ta lấy một lần 5 cái túi và cà cái thẻ đi ra. Anh từng thấy. Anh đã từng thấy một người bạn với nhau, một người đi ra nước ngoài gửi về 2 tỷ rưỡi để cho một người bạn ở Việt Nam mua một căn chung cư rất tuyệt vời ở Thành phố Hồ Chí Minh, đường Lê Trọng Tấn. Anh đã từng thấy một cô gái 34 tuổi tặng cho chàng trai người yêu của mình một chiếc xe Mercedes S-Bahn. Và anh đã từng thấy những người người ta sống như vậy. Và anh muốn nhắc lại với các bạn, đặc biệt là các bạn nam ngồi đây, đàn ông là không được lười. Bởi đơn giản, một câu nói rất đẳng cấp, đàn ông thì sao? Đàn ông thì xây nhà, đàn bà thì xây gì? Một tràng pháo tay cho các chàng trai ngồi đây, đàn ông xây nhà, đàn ông cho ra đàn ông. Đàn ông không có nói, còn mấy cái quái gì cũng đưa lên Facebook. Tặng anh hả? Đang nói mà. Tặng trước kia hả? Hay quá hả? Cầm giùm anh. Cầm giùm thôi nha. Giữ giùm nha. Giữ trả lại đó. Rõ ràng quan điểm đó. Anh đùa đấy. Cảm ơn cô gái rất nhiều. Sao tặng anh lĩnh trừ. Để tới cuối thì nhào lên ôm mà tặng nhắn. Anh đùa đấy. Tới đâu rồi? Đang nói tới đâu rồi? Đàn ông đúng không? Đàn ông nhưng mà càng ngày càng yếu đuối. Là sinh viên bước lên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, sinh nhật của một bạn nữ, bàn 10 đứa nhậu, 7 đứa nữ, 3 đứa nam. 7 đứa nữ cầm ly bia Tiger lên, một cái ba vô. Ba thằng nam, ừ, dồn dồn. Kỳ cô gái. Đàn ông là không có nói nhiều, không phải lúc nào cũng Facebook. Trưởng thành là không phải cái gì cũng đưa lên Facebook. Nó rõ với các bạn điều như vậy. Đàn ông thì sống cho ra đàn ông, bởi đơn giản các bạn đúng chắc đàn ông phải là bờ vai cho người khác dựa vào. Ăn cướp vô nhà ông ta chạy sao váy vợ. Ôi trời ơi, cướp. Bị gì vậy? Đàn ông là không có xăm hình, đấy mới là đàn ông. Bắt đầu nó coi lại nó à. Đàn ông là không phải cầm điếu thuốc là đàn ông, mấy thằng cầm điếu thuốc chưa chắc là đàn ông. Đụng chạm thì nói thẳng luôn cho rồi đi, các bạn đang quay clip rất là nhiều, anh biết, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm. Đàn ông gì mà vô lớp mà bắt con gái lên bôi bảng thì tất cả những thằng trong đó không phải gọi là đàn ông. Đụng chạm. Anh xin lỗi, đụng chạm. Mà con gái thì cho ra con gái.
chia tay người ta mà sẵn sàng nhắn tin thôi à. Chết không. Con gái thì mà lúc nào ăn một cái là quẹt son một cái à. Con gái thì mà sẵn sàng lên mạng gì à, vừa livestream quay hai cái ngợi cô, những đứa cực to chửi những đứa cực nhỏ à. Con gái gì kỳ cục vậy. Mà con gái thì đàng hoàng, bởi đơn giản là gì, các bạn sẽ là người quyết định cái tổ đó có ấm hay không. Chồng các bạn đi ra ngoài, xin lỗi nói bậy luôn, sẵn sàng đi nhậu tăng một tăng hai, nó thì cũng đi ôm luôn. Nói vậy cho sốc. Bởi đơn giản anh đã từng thấy. Nhưng nó sẵn sàng nó từ chối cái tăng đi ôm, nó chạy về nhà nó ăn cơm với bạn. Thì đó mới là tổ ấm. Và các bạn quyết định là chúng tôi có về hay không, mà các bạn quyết định là chúng tôi có tự hào đỡ mày nó mặt với thiên hạ hàng xóm không. Con gái công dung ngôn hạnh cho chuẩn vào. Mà con gái thì cho ra con gái, bởi đơn giản là gì à. Xin lỗi các bạn, một người phụ nữ đích thực là một người biết dập tắt chiến tranh trước khi nó xảy ra, đó mới là phụ nữ. Ngay thời điểm này nó toàn là chuyên gia đốt nhà thôi. Và anh nhắc lại rất quán triệt với các chàng trai nha, và các cô gái ngồi đây, con gái mà bước vô quán ăn mà lúc nào cũng để con trai trả tiền thì những đứa đó không được gọi là con gái nha. Nhớ nha, cho rõ quan điểm nha. Và quay trở lại các bạn thì làm ơn hãy sống tròn vai. Và cái vai trò các bạn ngồi trong sân trường này, các bạn là học trò. Học trò thì đơn giản một từ thôi, ngoan. Không ngoan thì không gọi là học trò. Và anh muốn nói với các em một việc là gì? Học trò ngoan thì làm giùm anh hai việc. Bởi thứ nhất, học cho thật giỏi. Anh ủng hộ các bạn học giỏi. Bởi đơn giản các bạn học giỏi đồng nghĩa với việc ba mẹ các bạn sẽ đóng học phí thấp. Bởi đơn giản các bạn vào được trường công. Công lập dân lập khác nhau, chỉ một từ đơn giản thôi, đó là học phí. Còn hoặc ngược lại, các bạn sẽ đè đầu cởi cổ ba mẹ các bạn. Bởi đơn giản học phí. Hãy một lần lao ra ngoài đời kiếm tiền để hiểu được cái nỗi khổ của việc kiếm tiền. Anh muốn nói như vậy. Và quay trở lại với các bạn, anh muốn nói với các bạn một việc, đó là học giỏi. Hãy một lần bước lên trên đây này để cho bao nhiêu đứa ngồi bên dưới nó vỗ tay các bạn. Chứ đừng bao giờ ngồi bên dưới vỗ tay cho những thằng trên đây nữa, nhục lắm. Anh đã từng nhục mười mấy năm trời. Ráng làm được có một lần leo lên đây cho tụi nó dưới vỗ tay, tự hào lắm các bạn. Hãy làm một lần trong đời. Và anh quay trở lại các bạn là gì? Một, học giỏi. Hai, chọn cho anh cái nghề. Đừng giống anh, đừng giống anh. Học năm cái bằng đến thời điểm này không xài cái bằng nào hết. Rất buồn. Cái nghề này anh kiếm tiền rất nhiều, ít nhất 5 cho tới 15 triệu một buổi nói chuyện. Thường người ta trả cho anh như vậy. Cho một tiếng nói chuyện chứ không phải là một buổi nói chuyện đâu. Không bao giờ anh tưởng tượng hôm nay anh phải nói chuyện nhiều như thế này. Rồi cái bên thầy Phú mình hỏi một câu mà thầy Phú nói anh muốn đi về luôn. Em nói tới mấy giờ, thầy Phú nói câu 11:30. Nghe xong muốn đi về luôn. Chứ bao giờ anh phải nói nhiều như vậy. Và chia sẻ bạn là gì à, làm ơn chọn một cái nghề. Bởi đừng giống anh chạy theo bằng cấp. Ngay thời điểm này cạnh tranh là cạnh tranh năng lực, chứ không phải là cạnh tranh bằng cấp. Nhớ với anh điều đó. Các em giỏi, xin lỗi, người ta sẽ trải thảm đỏ, người ta mời các em. Còn các em dở, xin lỗi các bạn, là sẽ không bao giờ các bạn có được việc làm và cuộc sống như mong muốn. Xin lỗi các bạn, anh đã từng có bạn gái. Anh ổn mà, giới tính ổn. Các em lên thành phố, các em sẽ nghe có ngã tư rất là lạ. Ngã tư Bình Phước, nhưng ở ngay thành phố Hồ Chí Minh. Ngã tư Bình Phước, chứ không phải là ở tỉnh Bình Phước nha. Ở ngã tư Bình Phước có một bệnh viện rất là nổi tiếng, tên là Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, chuẩn Singapore, của Singapore qua đầu tư. Và ở Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, anh muốn nói với em một việc nhỏ như thế này. Anh đã từng dẫn bạn gái vào trong bệnh viện đó để khám bệnh. Anh sống với người phụ nữ đó như là vợ chồng. Và chia sẻ bạn là gì? Anh rất yêu thương người phụ nữ đó. Và muốn nói với các em là gì ạ? À? Anh đã từng chở người phụ nữ đó bước vào trong đó khám bệnh. Và có tháng á, anh trả cái tiền khám bệnh phụ nữ khi lập gia đình rồi thì ủng hộ cái việc mà chúng ta đi khám sức khỏe định kỳ. Ok các em gái nhé. Và anh muốn nhắc lại bạn là gì? Khi phụ nữ lớn lên á, ngay thời điểm này các bạn rất sợ hai căn bệnh thứ nhất, nói rất thẳng chúng ta lớn, ung thư vú. Căn bệnh. Nó chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi à. Nói lên nó bật cười chịu nổi rồi. Ai mà không có cái đó. Anh có, em cũng có mà. Lớn rồi, đừng nghĩ bậy. Nói vậy mà anh chịu trách nhiệm lời nói của anh mà. Đang quay video clip. Căn bệnh thứ hai là ung thư tử cung. Hai căn bệnh.
các bạn nữ à, khi các em lập gia đình, sống đời sống lựa chọn. Anh đã vào và đa phần mỗi tháng là anh trả một số tiền rơi vào khoảng 1 triệu cho cái việc xét nghiệm định kỳ. Nhưng có tháng là anh trả số tiền nó lớn hơn 4-5 triệu đồng. Thế thì anh mới bất chợt trên đường về, anh lái xe anh chở bạn gái anh về từ ngã tư Bình Phước về Bình Dương, Thủ Dầu Một. Anh có căn nhà nhỏ đó, những năm đó anh ở đó. Và chia sẻ em là gì, anh vô tình á, ủa em à, sao có tháng anh trả một số tiền là khoảng 1 triệu nhưng có tháng trả số tiền nhiều hơn, em có bị sao không? Mình lo lắng cho người mình yêu thương. Và bạn gái nói một câu là, anh à, em không sao. Anh à, những tháng mà anh trả tiền nhiều á, đó là những tháng đó em có thực hiện một cái xét nghiệm, đó là xét nghiệm mầm móng của tế bào ung thư vú. Và chia sẻ các em là gì ạ? Anh mới hỏi, ủa em có sao không? Nó dạ em không có bị. Và bạn gái nói một câu rất sốc. Anh à, nếu như một người phụ nữ có tiền và mỗi tháng người ta đi xét nghiệm cái mầm móng của tế bào ung thư vú thì mãi mãi cuộc đời người ta sẽ không bị cái bệnh đó. Anh rất choáng với thông tin đó. Bởi đơn giản anh nghĩ ngay tới giờ, anh nghĩ ngay tới các em nữ ngồi đây, 4-5 triệu đồng một tháng. Anh nghĩ ngay tới những người công nhân nghèo, tiền đâu. Anh nghĩ ngay tới ba, có má anh á, và cái người em gái của anh á, cũng là công nhân. Nó không có tiền để làm chuyện đó. Một cô gái thứ hai tặng cho anh một cái cặp. Khi cô ta đi từ Singapore về, cô ta mua tặng anh, bởi đơn giản cô ta là học trò của anh. Mời anh ra uống cà phê và thầy ơi, em thấy cái cặp của thầy cũ, em qua Singapore em có được cái cặp này, nó rơi vào khoảng 10 mấy triệu, em mua em tặng thầy. Số tiền rất lớn và anh rất quý khi nhận cái cặp đó, bởi đơn giản hình như nó thuộc về anh thì phải. Anh cảm nhận cái cặp anh đang xài, anh để ngoài xe. Và anh hỏi là cảm ơn em đi du lịch ở Singapore hả? Và bạn ông đó nói không, em có đi du lịch, em đi đưa ba em đi chữa bệnh ở Singapore. Nói ok em, ba em bị gì cho thầy hỏi thăm. Ba em bị bệnh ung thư bao tử do nhậu nhiều, rượu nhiều, bia nhiều. Ba mình có nhậu không? Ba nào không nhậu thì là tuyệt vời. Ung thư bao tử hả em à, vậy có sao không? Đó dạ không sao thầy, ba em giai đoạn đầu. Bởi đơn giản là gì, em qua bệnh đưa ba qua Singapore xạ trị. Và ung thư mà xạ trị, nó em mà sao không xạ trị ở Việt Nam? Và bạn nó nói là thầy ơi, xạ trị Việt Nam cũng được nhưng mà Singapore tốt hơn. Và Singapore là gì, đơn giản một việc nhỏ xíu đó là gì, xạ trị ngoài bên đó thì ba em sẽ gì à, nó mắc hơn một tí nhưng mà đơn giản là nó sẽ nhanh hơn. Và nó chúc mừng em, nhưng mà chúc mừng em có cái thông tin để chữa bệnh cho ba như vậy, nhưng mà cho thầy hỏi xạ trị mắc không? Và bạn nó nói một câu, thầy ơi ba em xạ trị một lần như vậy là 200 triệu. Ôi em à, cho thầy hỏi tâm, vậy xạ trị một lần là hết em? Dạ không, theo liệu đồ điều trị là ba em phải xạ trị 20 lần. 4 tỷ. Ung thư bao tử và 20 lần. Và đó coi chừng các em à, coi chừng các em, nói ta sẽ không làm ba má buồn nữa, nhưng các bạn à, bằng cách nào? Bằng cách nào? Anh muốn các chàng trai suy nghĩ cho kỹ, bằng cách nào? Hồi thời sinh viên anh đi làm thêm rất là nhiều, trong đó một công việc anh rất tự hào, anh được tặng một cái áo. Cái áo được hồi xưa cái áo Việt Tiến rất là mắc, những năm 2006-07 anh nhớ như vậy. Áo Việt Tiến. Do chính cái ông người chủ của cái hãng xe Thành Bưởi, không biết ở đây có xe Thành Bưởi không, thành phố Hồ Chí Minh có xe Thành Bưởi. Ông chồng là tên là chú Thành, còn cô là chị Bưởi, gặp lại xe Thành Bưởi. Hãng xe lớn thành phố Hồ Chí Minh. Và xe Thành Bưởi anh làm một việc đó là anh làm phục vụ trên xe. Thì anh lúc anh nghỉ làm rồi anh ra trường 2007 anh đi làm á. Và chia sẻ bạn là gì, 2007-09 anh đi làm á, anh vẫn giữ cái áo đó, bởi đơn giản anh được tặng, người đầu tiên tặng cái áo đó. Anh rất quý. Và chia sẻ em là gì, trên đường Phạm Hùng ở quận 8, sau này các em lên thành phố Hồ Chí Minh không giống như đây đâu. Thành phố Hồ Chí Minh luôn gắn với hai từ đó là kẹt xe. Luôn kẹt xe. Có thể chia sẻ từ Gò Vấp anh đi qua tới quận 1, có thể anh đi một tiếng chưa tới, bởi đơn giản kẹt xe chứ không phải nó xa. Và chia sẻ với bạn là gì, anh đi làm mà một chiếc xe quay, chiếc xe quay Trung Quốc á, ba má anh mua cho anh. Và anh đi bằng chiếc xe quay Trung Quốc và anh chạy, và chạy trên đường Phạm Hùng rất là chật. Anh nghĩ chắc có lẽ bề ngang của nó khoảng chừng 6 mét và hai làn xe, rất đông người, luôn kẹt xe trên cầu Chữ Y và cầu Nguyễn Tri Phương lúc buổi sáng. Tất cả tụi anh chạy, tụi anh đều phải gì à, cách xa ra một cái chiếc xe phía trước, cũng chiếc xe quay luôn. Chiếc xe quay đó đơn giản là gì, đó là một ông chồng ốm ốm như anh,
nhưng chở thêm một bà vợ rất là bự. Đơn giản bà vợ mặc cái váy bầu, bởi đơn giản bà vợ đang có bầu rất bự. Chiếc xe quay rất cũ, bà vợ ngồi một bên. Chạy được, chạy được, anh chạy sao mà tất cả tụi anh đều phải né ra, bởi đơn giản sợ gần mà quẹt một cái là rất là mệt. Một thằng thanh niên trôi trôi nhuộm tóc bảy màu cá li thia. Nó vượt phải và nó cúp đầu xe lại, nó quẹo ngược lại ngay cái chỗ cái làn đường quay lại. Chưa quẹt vào hai cái cặp vợ chồng đó, nhưng do là gì nó cúp lẹ quá và ông chồng thắng. Có cái gì bóp cái đó, có gì đạp cái đó. Anh có cái gì ở dưới đây là anh chậu em điện. Anh vô thì bóp thắng chứ cái gì. Ông bóp cái gì mệt ông ghê. Đứa bên kia tao mệt thêm đứa này nữa. Nghĩ cái đó hoài ánh mắt đen tối. Đạp thắng, đạp miệt mài cho xe nó thắng để không nó đụng. Và chia sẻ bạn là gì, chiếc xe ngã một cây rằng, chiếc xe đó ngã. Cái người chồng anh không lo lắng, mọi người xung quanh đều thấy không lo lắng. Chiếc xe nó quá cũ không lo lắng, mà lo lắng cho người phụ nữ. Và người phụ nữ té trong tư thế mất kiểm soát, cái mặt đập xuống mặt đường, cái vành nón bảo hiểm phía trước nó bể và nó rạch vào trán, chảy máu rất nhiều trên mặt. Cũng không lo lắng. Lo lắng hơn đó là người phụ nữ té xuống, cái mặt ập xuống mặt đường thì cái bụng cũng ập xuống mặt đường. Và cô ta hốt hoảng và bất tỉnh. Và chia sẻ với các em, tất cả tụi anh đều la làng lên và nhào vô đỡ cái người phụ nữ đó lên. Và cái áo, nguyên cái tay trái của anh dính máu rất nhiều, không phải từ cái mặt mà từ cái váy bầu phía sau. Cô ta ra máu rất nhiều. Và chia sẻ với các bạn là gì, cuộc đời là như thế này, đó là những sự trùng hợp. Cùng đỡ với anh và cùng mọi người đỡ thì đó cũng là một cặp vợ chồng đi trên một chiếc xe Innova. Ông chồng lái xe, người vợ ngồi bên phải, và chính cái bà vợ ngồi trên xe Innova đó cũng đang mang bầu rất bự như vậy. Và tụi anh ráng đỡ cái người phụ nữ nằm dưới đường lên chiếc xe Innova, rẽ trái chạy vô đường Phạm Hùng, xin lỗi, đường Cao Lỗ, tại vì đơn giản ngay đó là bệnh viện quận 8 để cấp cứu. Cùng là đàn ông, cùng là chồng, một thằng để vợ đi trên chiếc xe máy với cái bụng bầu như vậy. Nói ra xin lỗi đụng chạm thầy cô, nhưng xin phép đây là câu chuyện có thể đụng chạm ba má các em với cái tình huống đó. Nhưng anh nhắc lại một thằng khác cũng là chồng, nhưng mà nó có già, nó có tài chính, nó mua cho một chiếc xe hơi để vợ nó đi bớt nguy hiểm khi vợ nó có bầu. Và đâu đó anh muốn nhắc với các em một việc, hình như họ đang sống chứ không phải đang tồn tại. Và cái cặp vợ chồng đi trên xe máy đó hình như họ hơi nguy hiểm, và anh gọi đó trong khái niệm của anh đó là tồn tại. Và đó là lý do vì sao đến thời điểm này anh vẫn chưa lập gia đình. 34 tuổi, anh lớn rồi, lớn các em tới gần 20 tuổi hả, đoạn đấy chú hay anh cũng được, nhưng đừng gọi là thầy. Anh không nghĩ anh là thầy đâu, anh chỉ là người bình dân thôi. Và anh muốn nhắc với các bạn là gì, cái áo đó anh vẫn giữ, anh để nhà. Với cái áo nó dính máu như vậy mà bây giờ cái máu nó khô, nó chỉ là màu đen thôi, nhưng anh vẫn để ở nhà với đơn giản một việc nhỏ xíu thôi, anh nhìn vào đó để mà anh hành động. Anh thường thức dậy 2 giờ sáng hoặc 4 giờ sáng để làm việc, mặc dù hôm trước anh nhậu rất say, anh phải tiếp khách. Bởi đơn giản anh biết một việc thôi, bạn muốn thành công thì bạn phải cố gắng gấp đôi, gấp 3 lần cái thằng bình thường. Và anh nhắc lại, anh không muốn để vợ của anh phải nguy hiểm như cái người phụ nữ đó. Và các chàng trai ở đây cũng vậy, đừng bao giờ quên đàn ông xây nhà, đừng bao giờ quên câu đó. Và hãy bắt đầu một câu chuyện cuộc đời các em là chọn nghề. Đừng giống như ông chủ của KFC, gà rán KFC ở đây có không? Đứa có đứa không, là đứa ở đây đứa ở kia hả? Gà rán KFC có không? Đứa có đứa không nữa. Cái chữ KFC ông già có râu bự á, có không? Thôi mà dẹp bỏ, trường mình mất đoàn kết trầm trọng, mất đoàn kết trầm trọng. Ông ta
ta già, ông ta rất là già và ông ta già, vợ bỏ con bỏ mới đơn giản, cuộc sống ông ta quá khó khăn. Vợ con bỏ là chuyện bình thường. Bạn lấy người ta, bạn yêu người ta mà bạn nói là em ơi, cô mày vòng tay anh là bảo tố, anh còn 2 ngàn đi uống trà sữa đi. Nhục hả? Đúng không? Bạn lấy người ta về cuối cùng bạn để người ta sống vất vả, bạn gọi đó là chồng à? Khao khát và tham vọng của anh năm sau anh sẽ lập gia đình, anh thề với các bạn điều đó. Nếu cuộc sống may mắn. Nếu. Và anh thề với các em, anh hứa anh vẫn cố gắng làm việc với đơn giản, năm sau lấy vợ. Không bao giờ để vợ đi làm nếu vợ không muốn đi làm. Anh đủ sức nuôi vợ. Và điều thứ hai, anh không muốn đi làm luôn đến năm sau. Anh không thích cái ngày này nữa đâu, đi rất là nhiều. Ngồi xe gần 10 tiếng đồng hồ chạy xuống đây, bao nhiêu cái cơ hội nguy hiểm nó đến với anh. Ghê không? Xe đập điện thôi mà anh còn sợ, huống hồ xe máy. Nó chạy cực kỳ mất nớp. Đường ông nội bà nội nó say hay phải. Thích là nó chạy rồi, nó băng, nó không xi nhan, không còn khỉ gì, không có bảo hiểm. Nó khinh thường những người ngồi trên xe như anh. Anh không muốn đi làm cái nghề này nữa, anh không thể nào anh kiếm tiền bằng cái nghề này nữa. Mặc dù anh đang kiếm tiền rất nhiều các em mà từ cái việc này. Nếu các em thấy lịch dạy của anh các em sẽ khủng. Bởi đơn giản một năm anh đi gần 500 buổi nói chuyện mặc dù có 365 ngày. Anh còn nguyên một cái trung tâm hướng nghiệp, anh còn nguyên một cái công ty sau lưng của anh. Anh còn rất nhiều thứ. Và anh muốn năm sau anh sẽ không đi làm được. Nhưng tất cả những cái tài sản anh đã làm từ bao nhiêu năm nay tích góp lại, nó sẽ tự là tìm ra tiền. Và một tháng như vậy nó sẽ có thể anh, mục tiêu anh là một tháng như vậy anh sẽ dư được 50 triệu từ những cái tài sản anh làm, nó tự tạo ra cho anh giá trị 50 triệu. Và anh sẽ đưa cho vợ anh, em à 50 triệu em gói ghém giùm anh. Và chia sẻ bạn là gì? Đơn giản, quan điểm của anh Bình nó là như vậy. Và mục tiêu của anh nó là như vậy. Và các bạn nam ở đây cũng bắt đầu suy nghĩ về điều đó. Bạn muốn vợ con bạn sống như thế nào? Con bạn nói một câu, bố ơi, con muốn bố mua cho con một cây đàn piano. Cái đàn dương cầm á, đại khách đàn dương cầm đi. Bạn chạy ra ngoài cái tiệm bán đàn dương cầm tên là Yamaha, Yamaha rất chuyên về dương cầm. Bạn hỏi cái đàn, mà anh đã từng đi hỏi như vậy. Em ơi cái đàn dương cầm bao nhiêu? Trung bình đó, đó là trung bình là 500 triệu. Một cây đàn. Cây đàn trung bình 500 triệu. Xin lỗi cái cây đàn mà người ta hay đem lên sân khấu, cây đàn đó khoảng từ khoảng 500 triệu tới đó 1 tỷ mấy 2 tỷ. Và tiền đâu bạn mua cho con bạn, nếu con bạn đam mê cái cây đàn đó, đam mê học cái đó. Và vui với các bạn là gì? Anh muốn nhắc với các bạn cho nó rõ, đó là gì? Đừng giống như KFC. Vợ con ông ta bỏ ông ta ra đi, và ông ta buồn đến mức tuyệt vọng, và ông ta leo lên cầu, ông ta định nhảy cầu tự vẫn. Cầu trên đường về đây, cầu Hà Tiên hả? Ờ, cầu gì đó. Có một cái khái niệm, có một cái nghiên cứu rất là hay. Đa phần tất cả những người tự vẫn đều để lại đôi dép. Lạ như vậy nè, không để lại iPhone.